Ngay sau khi loạt bài xử lý nghiêm tình trạng trốn phí qua trạm bot Tiên Cựu được đăng tải trên, các báo thì trên một số diễn đàn về ô tô đã có những bài viết phản đối việc bị nói là trốn vé bot. Trạm thu phí Tiên Cựu đoạn qua Hải Phòng Thái Bình nằm trên quốc lộ 10 đoạn giáp huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo thuộc xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với giá vé từ 35.000 đồng trên lượt đến 180.000 đồng trên lượt tùy loại phương tiện. Theo bài báo, mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện cố tình trốn phí qua trạm bot Tiên Cựu thành phố Hải Phòng khiến cơ quan quản lý và nhà đầu tư đau đầu vì thất thoát tiền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chỉ trong 15 phút có hàng trăm lượt xe tải nhỏ, xe ô tô cá nhân, taxi chạy vào đường liên thôn qua làng Châm Khê, xã Đại Thắng trốn trạm thu phí. Mật độ giao thông của xe trốn trạm thu phí Tiên Cựu làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân hai xã. Đáng lo ngại là trên trục đường này có các trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Đại Thắng, xã Tiên Cường nên giờ tan trường, dòng xe trốn trạm thu phí thường chen chúc giữa những tóp học sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trạm trưởng trạm thu phí Tiên Cựu cho biết, trước đây, trung bình một ngày các xe chạy qua các đường trốn thu phí chỉ từ 500 đến 1.000 lượt xe. Thời điểm hiện tại, số lượng xe trốn trạm thu phí qua hai tuyến đã lên đến 4.000 lượt phương tiện trên một ngày. Mỗi xe ô tô con, taxi phải trả phí qua trạm là 35.000 đồng trên một lượt, đối với xe tải dưới 2,5 tấn là 75.000 đồng trên một lượt. Như vậy, mỗi ngày đã thất thoát hàng trăm triệu đồng. Người dân hai xã Tiên Cường và Đại Thắng nhiều lần có phản ánh đến chính quyền địa phương tình trạng trốn gây thất thoát nguồn tiền và làm ảnh hưởng đến an toàn của người dân, hư hỏng đường. Tuy vậy, trong các buổi họp, chính quyền địa phương và người dân vẫn chưa tìm ra biện pháp nào để ngăn chặn triệt để tình trạng này. Tôi nghĩ, quan trọng nhất vẫn là ý thức của các lái xe. Ngày hôm nay hãy cùng tôi đi trải nghiệm cung đường hướng từ Vĩnh Bảo đi Tiên Lãng tránh trạm bot qua xã Tiên Cường. Video mình đã tua nhanh lên để mọi người xem đỡ mất thời gian. Ngay sau khi loạt bài xử lý nghiêm tình trạng trốn phí qua trạm bot Tiên Cựu được đăng tải trên, các báo thì trên một số diễn đàn về ô tô đã có những bài viết phản đối việc bị nói là trốn vé bot. Nhiều người bình luận rằng, chúng tôi đi đàng hoàng, sao lại bảo là trốn? Người dân có quyền lựa chọn tuyến đường đi, trốn cái gì mà trốn, ai làm gì sai mà phải trốn. Mình không đi đường chính thì đi đường vòng, sao lại bảo là trốn vé? Một số bình luận cho rằng, nếu muốn đi nhanh thì đi thẳng đóng tiền, muốn đi chậm thì đi đường vòng tùy nhu cầu của mỗi người. Đường làm ra để đi chứ nghe trốn có vẻ nặng nề thế. Người dân chúng tôi cũng bao nhiêu loại phí rồi, xây dựng cầu đường cũng là dân đóng thuế hết. Hàng năm đóng phí đường bộ, người ta thích đi đường nào là quyền của người ta, thích ý kiến ý cò gì à, làm gì có mùa xuân bắt phải đi lối này lối kia. Ý kiến của các bạn như thế nào hãy bình luận cho mọi người cũng biết nhé. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn.